Cha là có mấy người bạn này họ nói chuyện với nhau và họ có cái thắc mắc như thế này: mỗi lần mà nói chuyện với nhau có gì vui quá hay buồn quá thì người Mỹ họ hay dùng chữ là Oh my God hay là Oh my gosh thêm vào trong cái câu nói để diễn tả cái cảm xúc của mình. Mấy người bạn Việt Nam của con thì lại hay dùng câu Jesuma, thật sự câu này con cũng hay dùng rất thường xuyên. Có người còn đọc là dê xiên. Dê xiên, đúng rồi đó cha. Những câu nói cửa miệng như vậy thì có tội không thưa cha? Và như thế nào thì đã không giữ được điều răn thứ hai là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ? Tôi lại cứ cái dị ứng cái chuyện tội. Câu hỏi nào cũng có tội hay không? Mình không thấy cái gì tích cực. Tôi nghĩ là trong cái cách giáo dục ngày hôm nay chúng ta phải để ý đến cái điều tích cực. Cũng giống như là tôi nghe các cô giáo dạy về trường mầm non đó. Thay vì bảo đứa trẻ là con không có được dùng rác bừa bãi trước sân trường, thay vì nói nó không được thì nói là con hãy bỏ rác vào đây. Mình diễn tả một cái tích cực có được không? Tích cực có được không? Tôi thích cái kiểu diễn tả này. Tại có lần tôi chia sẻ cũng ở trong cái chương trình này, người Mỹ người ta nói hay lắm. Ví dụ nói là bạn có tiền không, cho tôi mượn mấy đồng. I have no money. Có mà lại không là sao? Một cách diễn tả rất là tích cực nhưng mà diễn tả một cách thực tại. Cho nên ở đây chúng ta nói đến cái chuyện tội thông thả. Ta hiểu thế nào về các giới răn? Khi nói đến điều răn, nói giới răn là cái gì đó nó bị ràng buộc, nó gò bó, nó làm cho mất tự do. Nếu thế thì theo Chúa chỉ thấy thiệt hại thôi, chỉ thấy bất lợi, chẳng thấy được cái gì. Nếu ta so sánh 10 điều răn của chúng ta, đạo của Tân Ước, đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn đó, thì chúng ta thấy là nếu so sánh với bản văn của thập điều, thì chúng ta biết có hai bản văn trong Thánh Kinh Cựu Ước diễn tả thập điều ở trong sách Xuất Hành chương 20 và trong Định Nghị Luật chương 5 đó, hai bản văn tương đồng với nhau. Thì chúng ta không thấy cái giới răn thứ hai này, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ là không có. Vậy hả cha? Không có. Tại sao vậy? Thì chúng ta biết là giới răn thứ nhất ở trong thập điều đó thì nói đến ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi, không được thờ bất kỳ một thần nào khác. Và giới răn thứ hai là cấm không được tạc bất kỳ một tượng ảnh nào trên trời hay dưới đất hay dưới lòng đất để thờ phượng. Thế thì cái kinh 10 điều răn chúng ta thấy không có cái chỗ nào cấm chuyện tạc tượng cả. Lại sao có cái chuyện này? Chúng ta biết là từ thời các giáo phụ thì Thánh Giám mục Agostino đã chia cái giới răn đầu tiên trong thập điều thành hai giới răn. Thứ nhất, thờ phượng của Đức Chúa Trời và kính mến người hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thực ra hai cái này, hai giới răn này là một trong thập điều mà thôi. Nhưng mà vậy thì tại sao thập điều rồi thì cũng lại 10 giới răn ra vẻ chung nhau? Thưa, cái điều cuối cùng thì Thánh Giám mục lại gồm nó lại. Gồm nó lại. Chúng ta nói cái chuyện đó về chuyên môn một chút như thế thôi. Nhưng mà đây trở lại với vấn đề là kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ nghĩa là gì? Mình không thể nói lấy danh của Chúa để làm chuyện sàng bậy. Cũng giống như đơn giản thôi, bây giờ mình mượn cái danh của bố mình. Ông bố là chánh trương mà, chủ tịch hội đồng mục vụ. Mượn danh của ông bố để đi mượn tiền đánh bài. Bố con đang cần, bác cho bố con mượn 5 triệu. Mà thực ra cái đấy là mình làm mất uy tín của bố, mất danh dự của bố. Đó. Cũng giống như bây giờ thấy chị Kim Thúy nổi tiếng, người ta Văn lợi dụng và tôi biết chị Kim Thúy đấy. Thế thì tôi đang kẹt quá, tôi mượn đỡ 1.000. Mai mốt tôi không biết Trà Văn đâu, thế Kim Thúy tôi đòi. Chuyện đời thường là vậy. Nhưng bây giờ nói đến cụ thể, như thế nào là kêu tên Chúa vô cớ? Mình kêu danh của Chúa. Chúng ta biết người Do Thái người ta quan niệm danh tức là người. Cho nên người Do Thái không bao giờ người ta dám gọi, đọc lên cái chữ Giave. Khi nhìn thấy chữ Giave là họ phải tránh đi. Họ đọc thành Adonai, Chúa của tôi. Cũng giống như bây giờ đi vào gặp cha sở, ông ấy tên Khanh. Đi vào bảo cho tôi gặp cha sở Khanh. Không dám đâu. Thì gọi chung thôi cho con gặp cha sở.
hoặc là Trác Khanh đi đâu đấy, không ai gọi tên cả. Ừ, vâng. Gọi cái chức danh thôi, thưa chào bác sĩ giám đốc, chào thầy hiệu trưởng. Ừ. Chứ không cần phải nói danh, người ta tránh cái danh đi. Tránh, bởi vì tên là người, không dám xúc phạm. Mà ngay cả danh gia V người ta còn không dám đọc. Cho nên bây giờ đó, chẳng hạn các cái thánh, bài thánh ca hay là trong ngôn ngữ công giáo chúng ta đó, mình phải sửa nhiều lắm. Vì danh gia V là thánh. Người công giáo mình quen quá, người Do Thái họ họ rùng mình, tại sao anh dám kêu tên Chúa của tôi một cách như thế. Mình tôn vinh Chúa đấy chứ, nhưng mà không được. Thế thì ở đây ngay cả việc gọi danh của Chúa mà còn phải như thế, mà giờ đem danh đó ra để nói tầm phào thì không đáng, không nên, không được phép, hỗn. Hỗn. Đấy. Tôi suy nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ cái chuyện khi mình khi nào ngày hôm qua đi chơi với một cháu bé cụ thể đó, con của chị Thu Hương đó, cháu bé hỏi câu hỏi này: Oh my God, thế bây giờ có được không? Thực sự để trả lời cho một cháu bé 6 tuổi tôi không biết phải trả lời sao. Tôi chỉ nói là bây giờ thế con gọi bố con khi nào? Khi con yêu bố con có gọi bố không? Có. Khi con cần sự giúp đỡ của bố con có gọi bố không? Có. Khi con nhớ bố quá con gọi bố có được không? Được. Nhưng bình thường bố đang làm việc mà con cứ gọi thì có được không? Hoặc là con chỉ gọi để con chọc bố khi bố đang lái xe chẳng hạn, có được không? Chắc không được rồi. Để cho bố làm việc chứ. Khi mình nhớ, khi mình yêu, khi mình cần sự giúp đỡ thì mình gọi. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Tôi muốn diễn tả như đã diễn tả với một cháu bé 6 tuổi. Ta yêu Chúa, ta gọi danh Ngài. Ta nhớ nhung Thiên Chúa, ta gọi danh Ngài. Và ta cần sự trợ giúp, lạy Chúa xin cứu con. Thì chắc có lẽ đấy là một lời cầu nguyện đẹp nhất, tin tưởng nhất. Còn lấy danh của Ngài chỉ để nói chuyện tầm phào, chỉ nói những điều bất kính, thì điều đó chẳng bao giờ nên, chẳng bao giờ đẹp. Có lẽ tôi dừng lại ở đây. Cảm ơn cha. Vậy thì cái câu hỏi đó thật sự là làm con phải đấm ngực. Và từ nay trở đi thì chúng ta đấm ngực. Dạ. Nói như cha mình nghĩa là mình không phải là mình nên. Nhiều khi nên cũng là một thói quen. Dạ vâng. Có nhiều người nhiều khi họ có thói quen chửi thề đó. Dạ. Họ cũng chẳng có độc địa, họ cũng chẳng ghét ai, nhưng mà mở miệng cứ chửi thề, nhìn nó nghe nó mới sang. Cho nên điều này thật sự cũng nên tập cái ấy để mình thói quen mình, yeah, mình bớt, yeah, lạm dụng. Nói như cha lạm dụng, mình lạm dụng. Vâng. Và một câu hỏi kế tiếp.